lại đồng hoàng với bên này. Điểm này làm gì? Thì có điểm cái kia rồi. Sao đều? Ba bốn chớ nguy hiểm vậy hả? Quan đập chớ, việc đập hai chớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
4 ngày nữa hả, cả cái sân này rực rỡ màu màu hồng luôn á, màu tím luôn á, bằng lăng nữa đồng loạt luôn, chưa có năm nào như vậy. Quá trời ơi, giờ có màu lâu lâu nó mưa sạch đồng loạt luôn, 7-8 cây
Bắn qua
đợi đây xíu bắn qua qua luôn kia thì gặp ánh đỏ là đâu có cơ hội bắn ở đâu. Vậy vậy. Chạy lên quá này giờ chạy tới này ngồi xuống đâu rồi mà. Thank you.
này. Giết nha. Tại sao quá. Quá quanh thử thầy các bạn ơi. À, không. Không đuối rồi, không thở rồi, đổ xây rồi. Không phải. Mang từ từ, không tám. Ủa gì vậy? Không tám. Ủa tự nhiên đúng rồi. Không tám mà sao nữa. Đi ra, đưa chào anh. Không tám không nhớ không nhớ không nhớ không nhớ hết trời nhớ mà anh qua là lộn cầu là họ nhớ bảy phải rồi. Ừ giết ờ cái là cái để lấy 7 điểm ai về thành 8 đầu kia rồi. À là chứ. Quá anh chưa? À đỡ rồi, chứ chết gì đây. Muốn chứ đều chứ. Bây giờ thầy quýnh giống mà có việc làm đó thì chưa muốn ra. Trận nào là để thắng xong 2 trận sau 3 trận sau là giúp tới bến luôn. Vậy, anh đánh Trung Quốc gì? Câu lạc bộ châu Á. Con chiền ơn thắng Trung Quốc hả? Đúng rồi, trận nào vô bị nó giết chứ. 25 người lái tưởng là thua rồi. Hay về 3 trận sau dứt lại luôn. Bấm ghê thầy. Rồi vô. Chuyện này gặp cái là. Có chứ. Thanh Thúy nè, Vi Vi Quỳnh nè. Ủa nhưng mà Thanh Thúy nó đi chơi game. Chơi game nó đánh đây xong rồi nó ra. Chạy qua, chạy qua bển rồi. À, năm nay mình không có bít bít tiền chứ có bít tiền là thằng mạnh. Tiền là do thằng không nó bị da chấn thương. Thằng gì? Chấn thương. Cái mùa giải này là bít tiền muốn thay lên Thanh Thúy luôn. Xui à. Rồi không đeo. Cái con dân tộc đúng rồi, đó, đúng bài rồi đó. Đi đứng yên đổi cầu thôi. Rồi, 1-0. Quốc luôn ở. Ừ. Ừ.
Rồi,
nữa không? Cầu ăn chậm lắm không ăn được. Thì đó sao ăn được, mấy người tay rồi. Lỗ lắm sao, cái giống như lỗ. Cầu à. Chưa quá, cầu mà cầu trên núi. Chồng người giống ăn. Nãy ta chồng người ghê lắm hả? Không nước đi rồi chung kết. Nó quánh á, yếu lặng má chết luôn. Quánh nào? Quánh cho chung kết xong cái trời. Chờ chung kết đây. Chia đánh ăn thắng nhân đối các anh về hết sao? Là đủ em đang thắng 2 ca 2 lớn. Thì quê đó, giờ chung kết nè. Nếu quý vị mà đang theo dõi trận đấu tới giờ phút này thì quý vị cũng biết là tình huống bây giờ nó đã trở nên gay cấn và sẽ sắp bước vào ván chung kết để tranh ngôi vô địch. Đội nào thắng thì đại diện cho Việt Nam đi thi đấu SEA Games năm sau. Bây giờ tình hình là đội Hà Khanh là với lại đội Việt Cường Quanh đang hòa nhau 2-2. Giờ chuẩn bị mời quý vị vô theo dõi trận chung kết. Đó. Đâu? Chó 10 năm mà nhìn thấy nó là ói luôn. Chết rồi. Ta
anh này làm ăn được kia ta. Chuẩn bị quánh ngô anh, chuẩn bị quánh ngô anh ngay lúc. Chuẩn bị quánh chắc luôn. Gì vậy? Hay quá ở chạy đâu mà chạy. Đau lưng quá, đau lưng quá. Một năm. Vâng. Hay quá đây, hay quá đây. Ôi chạy. Đúng rồi. 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 Đúng rồi.
anh. Không nhắc cầu gì trơn mà. Quân. Ai dạ quân. Ờ,
Đây. Đây. Bỏ đi dưới đỡ thôi. Chết cha thua.